Ăn của mình nè Minh. Minh ơi, ăn của mình nè. Bạn của mình đi. Bạn của mình đi Minh ơi. Trời ơi, mình mua chỗ này ngon lắm. Chỗ đó không ngon đâu Minh ơi. Dạo này bạn ôm yếu quá à. Bạn ăn cái này đi. Thôi đi, chỗ đó đâu ngon. Đi ra đi. Nè Minh ơi, mình xịt tương ớt rồi nè Minh ơi. Ăn đi, ăn đi Minh ơi. Tôi có rồi mà. Thì biết rồi, nhưng chỗ mình ngon hơn nè. Thôi, bạn đừng có tranh giành nữa được không? Mình không ăn của bạn đâu. Nè 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 nè, cái gì Minh không ăn gà của mình, Minh sẽ ăn gà của tôi nha. Mình không ăn gà của bạn đâu. Làm sao mà không ăn được, bạn biết không? Tôi chuẩn bị gà từ lâu rồi, tôi xịt tương làm đủ thứ hết. Minh sẽ ăn gà của tôi nha. Nè, tôi có miếng gà vô mặt. Trời. Minh sẽ chọn mình vì mình là bạn đời của mình. Không có đâu, mình là bạn trai của mình. Mình là bạn trai của mình, à không, mình là bạn đời của mình. Mình mới là bạn đời của mình. Mình là bạn đời của mình. Mình là bạn trai của mình. Mình cũng là bạn trai của mình. Mình là bạn đời của mình. Thôi đi. Líu cả lưỡi rồi. Nè nè nè, Minh phải đi với mình nha. Mình đi với mình. Thôi hai bạn từ từ đi. Mình đi với mình. Mình đi chung cũng được mà. Ồ, sướng ghê ha. Có người yêu nè, người tình nè, tới đón đi học nữa. Sung sướng nhất là anh ơi. Sung sướng nhất cái gì? Nói tình. Anh thể hiện sự nam tính đó hả? Cái gì? Đi. Thôi đi học. Đi mình nha. Trời ơi, tụi này hay quá ông ơi. Tôi sắp hết pin rồi. Thôi cố đi, sắp xong rồi. Tình là mê luyến, nếu gặp được chân tình thì sẽ là thiên đường. Tình là bi ai, nếu không gặp đúng người thì sẽ đau đớn đến tận xương tủy. Minh. Hả? Sao yêu vậy? Nếu mà mình với Long cùng bị rớt xuống nước thì bạn cứu ai? Bạn hỏi gì tào lao vậy? Mi, nếu mà mình với Yumi bắt cóc, bạn sẽ cứu ai? Minh, nếu mà mình với Long cùng ở trong ngôi nhà bị cháy, bạn cứu ai? Mi, nếu mà mình và Yumi bị đuổi ra khỏi nhà, bạn sẽ cứu mang ai? Bạn trả lời đi. Bạn trả lời đi. Trả lời đi. Nếu mà bạn không chọn mình sẽ không bao giờ gặp bạn nữa. Nè, nếu mà bà không chọn mình thì từ lúc mẫu giáo đến bây giờ tình cảm anh em mình sẽ kết thúc. Bà trả lời đi. Trả lời đi. À, suy nghĩ thật kỹ nào. Hãy suy nghĩ kỹ vô. À, nãy nội có nhờ tôi xuống nấu cái gì tôi quên, để tôi xuống nấu nha. Nấu nước sôi vậy á, tôi đi nha. Mình sẽ chọn mình. Mình là bạn trai của mình. Còn lâu nha. Mình sẽ chọn mình vì mình là bạn đời của mình. Mình là bạn trai của mình, à không, mình là bạn đời của mình. Mình là bạn đời của mình. Mình là bạn đời của mình. Mình là bạn trai của mình. Mình cũng là bạn trai của mình. Mình là bạn đời của mình. Thôi đi. Líu cả lưỡi rồi. Minh ơi. Minh ơi, đi học thôi. Minh ơi, đi học thôi. Đi trước mà. Thì tới trước tới sau đâu quan trọng, mình phải đi với mình. Gì? Không quan trọng. Nè, mình phải đi với mình nha. Mình đi với mình. Thôi, hai bạn từ từ đi. Mình đi với mình. Mình đi chung cũng được mà. Ồ, sướng ghê ha. Có người yêu nè, người tình nè, tới đón đi học nữa. Sung sướng nhất là anh ơi. Sướng nhất cái gì? Nói tình. Anh thể hiện sự nam tính đó hả? Cái gì? Đi. Đi học. Đi. Mình đi với mình. Thôi mà Long, không nhất thiết phải vậy đâu. Thôi mà, thôi mình đừng tiếp cổng không cho. Bỏ tôi xuống đi nè. Thôi mà. Làm riết rồi, y như Minh bị liệt không bằng. Ê. Nói gì kỳ cục vậy? Tôi thích thì tôi nói thôi, sao? Ủa sao tự nhiên có thể nói mình bị liệt ta? Bạn bị gì không vậy? Sao? Cái gì nữa, coi lại thái độ của hai bạn đi. Bạn mọi người coi lại thái độ hai bạn á. Đầu óc thì không biết nữa. Có chuyện kỳ cục. Nói gì vậy? Tôi nói bạn á. Tao mặc. Bạn nói cái gì vậy hả? Thế mà. Nè, bạn vừa phải hơi nha. Tại sao lúc nào bạn cũng xen vào chuyện tình cảm của tụi tôi hết vậy? Phải gì? Bạn mới là người xen vào tình cảm của tụi tôi á. Thôi mà, hai bạn thôi đi. Bạn nói lại đi nha. Ai là người xen? Ê! Mình ơi. Anh ơi. Mình sao không mình? Thế sao không anh? Mình ơi. Trời ơi, hai bạn vừa lòng chưa? Ôi, sao ba lô bạn gì mà nặng dữ vậy?
chỉ là cái bình không mà. Tại bản thân đồng ám sát tôi hả? Mình xin lỗi nha. Ăn của mình nè Minh. Minh ơi, ăn của mình nè. Bạn của mình đi. Bạn của mình đi Minh ơi. Trời ơi, mình mua chỗ này ngon lắm. Chỗ đó không ngon đâu Minh ơi. Dạo này bạn ôm yếu quá à. Bạn ăn cái này đi. Thôi đi, chỗ đó đâu không ngon. Đi ra đi. Nè Minh ơi, mình xịt tương ớt rồi nè Minh ơi. Ăn đi, ăn đi Minh ơi. Tôi có rồi mà. Thì biết rồi, nhưng chỗ mình ngon hơn này. Thôi, bạn đừng có tranh giành nữa được không? Mình không ăn của bạn đâu. Nè 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 nè, cái gì mình không ăn gà của mình, mình sẽ ăn gà của tôi nha. Mình không ăn gà của bạn đâu. Làm sao mà không ăn được, bạn biết không? Tôi chuẩn bị gà từ lâu rồi, tôi xịt tương làm đủ thứ hết. Mình sẽ ăn nè, gà nè, của tôi nha. Nè, tôi có miếng gà vô mà. Trời. Đó, tất cả là tại bạn á, bạn thấy chưa, bạn thấy chưa? Làm sao tại tôi được, lúc đó là tay tôi đang cầm đùi gà. Bạn hất tay tôi lên đùi gà, tôi mới văng một người bị đó, bạn thấy chưa? Tại bạn hết á, đâu phải tại mình đâu. Làm sao tại tôi được, bạn đừng có đổ thừa tôi. Thôi, nhìn đi, vừa lòng chưa? Không sao mà, không sao mà. Dạ, xin lỗi mấy bác nha, bạn con nó bị liệt. Ông mà bỏ tôi xuống đi. Không sao mà ông cứ để tôi. Nhiều người nhìn quá hả? Bình tĩnh. Ông ạ. Rồi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Ê, 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 uống trà đào nha. Tôi đi gọi nước. Uống trà vải nha. Mình đâu thích uống trà vải. Mình thích uống trà vải. Thôi đi, tại vì mình đi với bạn nên bạn thích trà vải nên mình uống trà vải, mình thích trà đào. Mình thích trà vải hơn. Mình thích trà đào ngay từ mình xưa thích rồi. Trà vải hơn. Bạn, thôi đi à. Thôi đi. Tôi đi gọi trà đào. Chờ xíu nha. Trà đào, trà, trà đào nha. Nè, trà đào này mà uống đi. Uống trà vải đi. Đã, người ta đã nói là không thích trà vải, người ta thích trà đào. Ta không có thích trà đào đâu. Ê, trà vải không thích trà vải mà. Mình thích trà đào, mình uống trà đào thì mình uống trà đào. Bây giờ tôi uống 2 ly luôn được không? Không được, bạn phải chọn 1 trong 2. Chọn 1 trong 2 cho trà đào chứ còn gì nữa. Nè, chọn trà vải là chắc rồi. Không thích, đã không thích trà vải. Bạn làm gì vậy? Bạn cố tình phải không? Mình không cố ý mà. Minh ơi, cho mình xin lỗi anh nha Minh ơi. Mình xin lỗi nha. Mình cho mình xin lỗi. Minh, Minh. Minh ơi. Để mình cõng cho Minh ơi. Minh. Minh ơi. Thôi mà, Minh ơi. Minh. Thôi đừng có giận tôi nữa mà Minh à. Bạn đừng giận Minh. Tôi nữa mà. Minh à. Minh. Minh nghe tôi nói này Minh à. Nghe bọn tôi nói này, tất cả hiểu lầm thôi, tôi không cố ý mà. Tất cả chỉ tại Long thôi, tôi không có cố ý đâu. Tại Yumi á, tôi không làm gì hết, Yumi là người khởi xướng ra đó. Tại Long á. Bạn thôi đi. Nhưng mình à, cuộc đời tôi có một mình bạn thôi đó, bạn giận tôi không biết chơi với ai hết đâu. Mình sẽ bảo vệ bạn, đừng lo. Mình ơi! Help me! Somebody help me! Anh trai! Anh có thể cho em phỏng vấn anh một chút xíu được không? Anh có thể cho em biết cảm giác khi mà vừa bị người yêu lẫn người tình làm sức đầu mẻ trán như vậy, cộng thêm bị chó cắn nữa, hơi như thế nào? Nghiệm đi. Sao mày thích đụng vô nỗi đau của anh quá vậy? Này. Đau gì? À, mày thấy Dương Mi dừng lộng nữa, mày nghĩ lên trời không? Đứng. Cái thằng này. Anh đưa tiền cho mày rồi mà bây giờ mày tính lật kèo mày. Rồi. Tiền đó chỉ là tiền giúp anh dễ vay đến về nhà thôi. Con tim bảo vệ anh sau này nữa. Thằng này có được. Thiệt luôn nó mẫn. Anh em nó mẫn. Anh em tiền bạc chứ. Còn 100 ngàn này mà lấy con đi. Nể tình anh đã đưa tiền, em sẽ cho anh biết một thông tin hữu ích. Đừng có xuống nhà ăn cơm. Hôm nay ông nội nói được ăn. Nó tốt cho sức khỏe đâu. Hả?